Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Tin Thanh Vlog. Pep Guardiola cản hết lời, ngôi sao số 1 của Man City vẫn quyết ra đi. Huyền thoại Cassano khẳng định sự thật đáng buồn về Mourinho. Ronaldo nhận cú lừa lịch sử tại Real Madrid. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá sáng hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. Rudiger gửi lời cảnh báo tới Haaland trước trận Real với Man City. Manchester City một lần nữa gặp lại Real Madrid ở vòng loại trực tiếp Champions League. Đây là lần thứ 3 sau nhiều mùa giải hai đội lại gặp nhau. Cả Man City và Real Madrid đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu, trong đó cuộc chiến giữa Erling Haaland và Rudiger được cho sẽ diễn ra đầy thú vị. Trước trận đấu lượt đi tại Bernabeu, Rudiger tuyên bố trận chiến tại Champions League của Anh với Erling Haaland mang tính chất cá nhân và tuyển thủ Đức rất thích thú với trận tái đấu này. Chắc chắn Rudiger sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn Haaland khi ngôi sao này thi đấu tại Bernabeu giữa tuần này. Năm ngoái khi gặp nhau ở bán kết, Rudiger đã vô hiệu hóa mối đe dọa mang tên Haaland, nhưng ở trận lượt về trên đất Anh, Rudiger và các đồng đội đã nhận thất bại toàn tập với tỷ số 0-4. Haaland đã bị giới hạn chỉ 21 lần chạm bóng ở Bernabeu mùa trước và không có cơ hội rõ ràng nào. Cặp đôi này đã để lại hình ảnh khó quên cho người hâm mộ khi Rudiger thọc đầu vào nách phải của Haaland trong khi theo kèm. Rudiger là một hậu vệ có độ quái và tuyển thủ Đức có thể dùng mọi chiêu trò khiến tiền đạo đối phương gặp khó khăn và phân tâm. Haaland dự đoán sẽ được chăm sóc rất kỹ trong trận đấu tới. Trận đấu sẽ có rất nhiều điều đáng để chờ đợi. Màn đối đầu giữa Real Madrid và Man City sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Pep Guardiola cản hết lời, ngôi sao số 1 của Man City vẫn quyết ra đi. Football Insider đưa tin, vì quá chán với thời tiết ở Anh, tiền vệ Bernardo Silva đã chốt chia tay đội chủ sân Etihad. Theo nguồn tin, cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn rời Manchester để tìm kiếm phong cách sống tốt hơn. Sau khi chuyển từ đội bóng Monaco của Pháp đến Man City vào năm 2017, Bernardo Silva luôn đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật và cách bố trí đội hình của Pep Guardiola, đặc biệt là trong thành công của Man City với hàng loạt danh hiệu điển hình như quân và vĩ đại mùa trước. Trong 345 lần ra sân cho đội trên mọi đấu trường, tiền vệ này đã đóng góp 63 đường kiến tạo và 64 bàn thắng. Silva có liên quan chặt chẽ đến việc rời Etihad trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, bất chấp tầm quan trọng của anh đối với đội bóng của Pep Guardiola là điều không cần bàn cãi, và chính chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã khẳng định điều đó. Silva được cho là mục tiêu hàng đầu của các đội bóng Ả Rập Saudi, Barcelona và PSG. Mặc dù một vụ chuyển nhượng chính thức chưa bao giờ xảy ra, nhưng câu chuyện về tương lai của Silva vẫn còn mờ mịt khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 lại đang đến rất gần. Và lần này, theo các chuyên gia thì dù Pep Guardiola có cản đến đâu đi nữa, Silva vẫn sẽ đi và tìm cho mình một bến đỗ mới trước khi chính thức treo giày ở tương lai gần. Huyền thoại Cassano khẳng định sự thật đáng buồn về Mourinho. Cựu tuyển thủ Ý, tiền đạo huyền thoại của đất nước hình chiếc ủng, đã thường xuyên chỉ trích Mourinho kể từ khi treo giày. Anh từng nói rằng cựu huấn luyện viên của Chelsea và Man United không quan tâm đến bóng đá, không thích làm việc, không biết cách giao tiếp và nói chuyện. Trước đó, Mourinho đã từng phản đối những bình luận của Cassano, nhưng trong một buổi phỏng vấn mới nhất, Cassano tiếp tục nhắc đến chiến lược gia 61 tuổi với tư cách là một huấn luyện viên. Mourinho giờ đã hoàn toàn kết thúc. Ông ấy không còn khả năng huấn luyện nữa, ông ấy vẫn làm những việc giống như 10 năm trước. Ông ấy sẽ không dùng Lindero Paredes và thích Eduardo Bove hơn Pellegrini. Những tuyên bố của Antonio Cassano nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có đồng tình và cũng có phản đối. Tuy nhiên, có thể thấy những nhận xét của cựu tiền đạo đội tuyển xứ Thiên Thanh đến vào thời điểm mà cả Mourinho, Allegri đã và đang chật vật với những màn trình diễn tệ hại tại câu lạc bộ, dù thành tích trong quá khứ có tốt đến đâu đi chăng nữa. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ronaldo nhận cú lừa lịch sử khi không được chơi đúng vị trí sở trường của mình tại Real Madrid. Ronaldo đã tạo dựng được tên tuổi của mình với tư cách là một cầu thủ chạy cánh trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Cầu thủ sinh năm 1985, khi đó có tốc độ kinh hoàng, khả năng lừa bóng ma thuật và bản năng săn bàn đáng kinh ngạc khi chơi ở cánh trái trong MU và Real Madrid, nhưng khả năng tốt nhất của Ronaldo vẫn chưa được khai phá cho đến khi anh trở thành một tiền đạo. Ronaldo ban đầu do dự khi thực hiện việc chuyển đổi vị trí từ chạy cánh rồi bó vào trong để dứt điểm, nhưng huấn luyện viên Ancelotti đã nghĩ ra một chiến thuật thông minh để khiến việc thay đổi dễ dàng hơn một chút. Theo đó, nhà cầm quân người Ý lo ngại Ronaldo không thể lùi về và hỗ trợ phòng ngự nên muốn để anh đá tiền đạo khi đội phòng ngự. Nhưng CR7 không muốn như vậy nên Ancelotti đã ứng biến. Tuchel có thể bay ghế sớm hơn dự kiến. Những nguồn tin thân cận cho biết huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể bị Bayern sa thải nếu họ thua Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League, và một huyền thoại của hùng xám đang được xếp hàng nhằm làm người kế nhiệm tạm thời. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chắc chắn sẽ diễn ra tại Allianz Arena khi cựu huấn luyện viên của Chelsea và PSG Thomas Tuchel tuyên bố ý định từ chức vào cuối mùa giải sau khi Bayern Munich trải qua một mùa giải thảm hại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức thậm chí có nguy cơ không thể trụ lại được đến mùa hè.
thất bại nhục nhã trước tân binh Heidenheim cuối tuần trước khiến Bayern nhận 2 trận thua liên tiếp khi trước đó để thua Dortmund ở derby nước Đức. Hiện tại Hùng Xám đã bị Leverkusen bỏ xa tới 16 điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga, đồng nghĩa đấu trường Champions League là con đường duy nhất để Bayern có thể tìm kiếm một danh hiệu. Thách thức dành cho Bayern mang tên Arsenal, đội đang thi đấu thăng hoa và dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Nếu thua một trận nữa trước pháo thủ sẽ dẫn đến việc Tuchel sẽ ngay lập tức bị sa thải để tránh mọi thứ tiếp tục đi chệch quỹ đạo. Everton lần thứ hai bị trừ điểm ở mùa này. Hồi tháng 10 năm ngoái, Everton bị trừ 10 điểm sau cuộc điều tra của Premier League về việc vi phạm các quy tắc tài chính. Dù vậy, Everton không chấp nhận án phạt. Họ quyết kháng cáo và thành công. Sau cùng, án phạt đã giảm từ 10 điểm xuống còn 6 điểm và có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, tình hình chưa êm ả đối với đội chủ sân Goodison Park. Sau khi kết thúc buổi điều trần, đối với các tiêu chuẩn về lợi nhuận và tính bền vững, Everton tiếp tục bị trừ điểm lần thứ hai. Với quyết định mới nhất, Everton tụt một bậc xuống vị trí thứ 16. Hiện họ có 27 điểm sau 31 trận, hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Các câu lạc bộ Premier League chỉ được phép thua lỗ tối đa 105 triệu bảng trong thời gian 3 năm, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Everton ghi nhận khoản lỗ hàng năm trong 5 năm liên tiếp, tổng cộng hơn 430 triệu bảng trong giai đoạn này. Ferdinand cầu xin Arsenal hãy vô địch Premier League. Man U đã chứng tỏ họ luôn là một đối thủ khó chịu với Liverpool khi cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2. Thậm chí, nếu không có quả phạt đền ở những phút cuối, đội bóng của Jurgen Klopp có thể đã trắng tay rời Old Trafford. Trận hòa này khiến Liverpool đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay Arsenal. Theo Ferdinand, đây có thể là bước ngoặt của mùa giải. Anh nói, bạn có biết gì không? Người hâm mộ Arsenal làm tôi khó chịu. Nhưng tôi muốn họ giành chiến thắng, ngay bây giờ. Tôi rất mong Arsenal giành được chức vô địch, tôi cầu xin Arsenal đừng làm mọi chuyện rối tung lên lúc này. Giờ là thời khắc của các bạn. Hôm nay, chúng tôi đã giúp bạn một việc, đừng làm hỏng chuyện lúc này, cựu trung vệ Man U nói một cách hài hước. Tất nhiên, đội bóng của Mikel Arteta vẫn còn một số trận đấu cực kỳ khó khăn sắp tới, ngay cả khi họ có lẽ là đội có thành tích tốt nhất giải đấu lúc này. Trên lý thuyết, chỉ cần thắng tất cả các trận đấu còn lại, Arsenal sẽ đăng quang, bất chấp nỗ lực bám đuổi của Liverpool và Man City. Dortmund muốn mua đứt Sancho. Sky Sports Đức đưa tin Dortmund muốn giữ Sancho sau khi hợp đồng cho mượn hết hạn vào cuối mùa giải. Nguồn tin này cho biết Quỷ Đỏ định giá Sancho ở mức 40 triệu euro, đây được cho là một trở ngại tiềm tàng đối với Dortmund. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng đội bóng Bundesliga vẫn có nguyện vọng mua đứt Sancho trước khi mùa giải tới bắt đầu. Sancho đã có 11 lần ra sân cho Dortmund kể từ khi trở lại Đức theo dạng cho mượn từ MU vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ngôi sao người Anh đã ghi được 2 bàn thắng và cung cấp 2 đường kiến tạo, giúp Dortmund lọt vào tứ kết Champions League. Ở một diễn biến khác, MU được cho là đang phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta. Ngôi sao người Brazil đã trở thành mục tiêu tiềm năng của Quỷ Đỏ. Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đang thể hiện sự quan tâm đến việc chiêu mộ Ederson vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Có thông tin cho rằng cầu thủ 24 tuổi được Atalanta định giá ở mức 30 triệu euro. Ngoài MU và Barcelona, Ederson cũng đang là mục tiêu của Liverpool, Newcastle, Tottenham. Ederson từng được đồn đoán sẽ gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng đã không xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.